Xin chào các bác nha. Nay em lên một áo M51 màu cổ đậm rất là đẹp nha các bác, còn rất là mới. Áo còn mới lắm các bác. Rồi em giới thiệu trước. Đây. Này size hơi dài nha các bác, size small long. Tem đời 3 tem. Còn rất là mới nha các bác. Đời 61. Đời 61 3 tem. Vải rất là đẹp nha. Và áo tình trạng còn khá là mới. Cái này bị xước một tí vải ở đây. Nó xước một sợi vải. Đó, rồi em báo luôn, em báo tình trạng luôn. Đó, ngay tay thì có một cái xước vải này, nó chỉ vết xước cái sợi vải thôi, không ảnh hưởng nữa, ha, nói chung là có dấu xước nhẹ, hầu như cũng không ảnh hưởng đâu. Em đã cắt đi rồi, rất là mờ. Rồi tay áo này. Các bác nhìn tay áo này. Còn rất là mới ha. Thường thì M51 mà sử dụng nhiều cái tay nó hay bị sờn lắm. Chữ V còn đẹp nha. Mới đét nha. Rồi, bên này hai bên như nhau. Còn rất là mới. Màu còn đậm lắm nha các bác. Rồi, tay bên này không lỗi lầm. Không lỗi lầm gì nha, chỉ ngoại trừ cái vết xước đó hồi nãy em chỉ các bác thôi. Này vẫn còn ok. Đó. Màu còn rất là đậm màu nha các bác. Đây. Rất là đậm nha. Áo còn rất là đẹp. Dây còn đầy đủ nha, dây eo còn đầy đủ. Dây lai thì không còn đã mất, nhưng mà em sẽ gắn vào sau cho các bác. Áo này thì em chưa giặt đâu, tại vì nó còn mới quá cho nên em chưa có giặt xử lý đâu nha các bác. Rồi đây, cái này là vết bẩn các bác thấy không? Cái này vết bẩn thì chắc chắn giặt ra, các bác về giặt thì nó ra nha. Cái này vết dơ thôi trong cái lót đó. Và đây cái này là vết bẩn nè các bác thấy không? Cái cổ thì không có sờn gì đâu nha, đó cổ vẫn còn đẹp. Đây các bác thấy không, cái này là vết bẩn nha. Cái này em 100% là em cam kết giặt ra nha, tại cái này em lên luôn thấy nó còn mới mà em giặt thì nó mất công quá cho nên thôi em lên luôn các bác. Ưng thì về tự giặt nha. Đó, cái này là vết bẩn, các bác ngâm nước một tí là vò là ra nha. Ngâm một tiếng đồng hồ rồi vò tay là ra ngay. Còn lại là áo đều đẹp, đậm màu, không lỗi lầm nha. Ngoại trừ cái vết xước này hôm nay em đã báo rồi thôi. Rất là đẹp nha các bác. Đó, nút thì đa số nó có hơi vết mờ một tí, nhưng mà cái màu áo thì rất là đậm, tầm 96% trở lên đó các bác. Rất là đẹp nha. Đó, tình trạng em đã báo rồi. Nó không có dơ đâu, ở ngoài nó cũng không có dơ gì đâu. Nó chỉ dơ cái cổ và cái lót thôi. Cái lót của vết bẩn nó dính trong người, giống như vết bẩn nhẹ thôi, giống như nó mặc lâu nó không giặt thì giống như là vết bẩn thôi, chứ không có vết dơ gì khác nha. Đó, tình trạng như em đã báo còn rất là đẹp. Rồi nút ro nha, nút ro này hơi bị oxy hóa một tí. Rồi nút dẹp nghe bác, đời này vẫn là nút dẹt nha. Rồi khóa kéo Antimon mới tinh nha các bác. Khóa kéo Antimon rất là mới nha. Đó, nhiều bác rất là thích khóa kéo này nha. Rồi chân khóa thì các bác nhìn đây còn cứng ngắc.
Rồi em đã báo ha tình trạng rồi, bây giờ em sẽ mặc vào ha. Cái này bác nào lớn tuổi mà cỡ cao như em mang vẫn vừa nha. Nhiều bác lớn tuổi thì thích mặc rộng rộng với dài, em thì 1m68 và 68 cân. Cái này các bác từ cỡ như em cho tới 1m, nói chung là từ 1m68 cho tới 1m8 mang đẹp ha. Tay em mang vẫn vừa, tay áo thì ví dụ chiều dài cái tay thì dễ lắm, cái tay thì mình siết cái bên, mình siết cái cúc bên trong vào, siết cái cúc, ôm cái cúc trong vào một tí ha. Thì cái tay nó còn cũng không như không có dài đâu cả nha các bác. Đó còn lai thì mình, cái này nó chưa có dây rút thì em sẽ rút cái dây rút vào, gắn cái dây rút vào các bác thích như vậy. Thì nếu mà thấy cảm thấy dài thì rút dây rút nó eo thì nó bo lên như thế này thì mang giống như M65 luôn đó. Còn lại là ok hết, màu rất là sậm màu nha các bác. Đó, các bác thấy ok không, mang bo lên như thế này vẫn tốt đấy, theo như em mang vẫn ok nha. Rồi đây còn lại là ok hết, và giá em có công khai ngay tiêu đề nha. Bác nào ưng thì gọi cho em hoặc nhắn qua Zalo 0903 145 965. Màu còn đẹp lắm nha các bác. Cái này em chưa xử lý giặt á, cho nên em giặt sạch sẽ lên thì còn đẹp hơn nha. Rồi, và em xin chào các bác nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.